Hai chào anh em và xin chào lớp, mình là tờ lỗi anh chỉ tám đưa qua trẻ bạn nè. Trong video ngày hôm nay, cuộc chơi quyền vương 98 thật là thú vị và có rất nhiều cách để trải nghiệm hưởng thụ sự thú vị đó đúng không các bạn? Một trong những thú vui đó là thú vị đấy đến chính là ngắm kim cương các bạn ạ. Đây là một ạc như vậy với lượng kim cương lên tới hơn 200.000 kim cương trong một túi đồ nữa. Dường như chủ ạc không quan tâm lắm tới top đấu trường hay là meta mê tủng là thứ gì cả, chỉ quan tâm tới kim cương là nhiều mà thôi. À, vip 7 của mèo full mốc đủ điều kiện. Quay mèo full mốc thành ra với lượng kim cương tích trữ và có thể là quay mèo tương đối hên nữa. Lượng kim cương theo ngày tháng năm nó càng ngày càng tăng dần lên và bây giờ đã tới 200.000 kim cương rồi các bạn ạ. À, đây là một con số vô cùng hiếm hoi, không thấy ở nhiều server, kể cả cái server cũ. Do các vòng quay bot võ sĩ vừa rồi là bao gồm tứ đại ung thư là những võ sĩ cực kỳ hot. Major Vice là cặp đôi tư chất 15, nó được đánh giá hoàn hảo như là cặp long hổ dạng tư chất 14 đấy các bạn ạ. Còn Teleco vừa mới ra mắt thì vừa mới được update lục môn thì thật sự là một trong những con có những màn tấn công phải gọi là mãn nhãn nhất từ trước tới nay. Teri 2k3 ngày xưa tạo ra những pha nổ đẹp mắt như thế nào thì bây giờ được ít gấp 2-3 lần các bạn ạ. Mờ là ở dạng tư chất 15 bạn nhé. Hội đứng bên cạnh nó cũng toàn những con ung thư mà nó vẫn đấm nát để chủ ạc vẫn không chơi và tích kim cương. Ok, tuy nhiên thì ạc cũng lên tới 2,4 triệu lực chiến. Đây là một con số mình nghĩ rằng cũng không hẳn là thấp lắm đâu. Chúng ta cùng đảo qua một tí xem chỉ lấy vũ khí về không hay có update môn biết không ạ nhá. Với nhị môn của Magaki Gi, nhị môn của Istik, ban môn của Semiloi luôn. Ok, con Semiloi mạnh nhất server à? Nhị môn của Raph và một con lục môn duy nhất là con lục môn thần bài. Đấy, ok. À, bộ rune mà bạn ấy đang sử dụng mình nghĩ chắc là toàn rune vàng thôi. Đấy. À đây, có một viên rune đỏ đây. Ok, còn lại thì đa phần là rune gọi là miễn phí đúng không các bạn? Free. Còn cái gì nữa nhỉ? À, check hồn lực lăng. Mình nghĩ chắc chỉ có một hai viên. Thì ông tàn nhịn ông không có dùng cái gì đâu. Đấy đúng không các bạn? Nên thành ra anh em nào mua hàng phải chủ yếu mua kim cương vì chơi bot trải nghiệm 200k cương này các bạn lấy 5-6 con thay toàn bộ cho đi cũng được, nhưng mình nghĩ là thay phải bớt thần bài lại đúng không, nó lục môn rồi khỏe rồi. Đấy. Còn các bạn có thể đua major nhưng mình nghĩ là thôi đằng nào nó cũng yếu yếu nhỉ, rồi đợi vòng 2 mình đua mà thầy instinct thì thay dần đúng không các bạn, thay Magaki hay Ghi hay Semiloi, ba con này thay đầu tiên đi nhá. Đấy. Rồi sau đó thì thay instinct, rồi sau đó thì thay Xiong, còn giữ lại mỗi thân bài thôi các bạn ạ. Mình nghĩ tầm này chơi á, các ai phải chơi một mạch cho mình tới cái tầm được từ sau cái vòng đua Mizuchi ấy, nó tàn con mạnh nhá. Ví dụ Thiên Cẩu lấy luôn, Kula lấy luôn, Ca phẩy lấy luôn, mấy cái cu thậm chí lấy luôn được. Nói chung là bạn sau đấy toàn con dã man các bạn, Maxima, nói chung toàn con dã man, à là hết cho mình nhá. Còn bây giờ mình nghĩ là khuyên là cứ nhịn thêm một tí nữa, đã nhịn, đã bị nó đấm đau rồi, bị đấm thêm vài cái nữa là cũng thế thôi đúng không? Đây mình check thêm với các bạn cái dương này nhá. Đa phần ở trong các gói Battle Pass. Rồi là những cái event, đây là con rune đỏ này. À không, rune cam các bạn ạ. Đây là sách hồn được lăng. Mình khuyên thì lấy sách hồn được lăng. Chỉ rune cam thì bạn nào ở server mới thì thiếu thôi. Server cũ dư đầy mà. Ok, còn bao nhiêu mảnh vỡ năng? Hết mảnh vỡ năng thì cũng chịu. Đây là dương kim cương. À tháng này free Battle Pass luôn này các bạn này. Để ông nào mua được lợi gói một tháng Petal Pass này, nhìn hai mảnh vạn năng là tè rồi đúng không các bạn. Kim cương có nhưng mình không thèm đếm nhé, vì nó thật sự không đáng bao nhiêu so với 200k kim cương kia, hơn 100 viên đá thần rồi. Và đây còn rất nhiều túi kim cương khác nữa, tổng vệ sinh mình nghĩ phải 210 mấy nghìn ấy, chứ không phải là 200.000 không đâu. Rồi thôi nhá, thì gọi 200.000 cho nó tròn. Ok, vì AK 2 triệu để nó nhìn tiêu đề nó đẹp hơn đúng không, như vậy là 10 đồng một kim cương à, 2 triệu 200.000 kim cương này. Ok, tôi đấu trường nó hạng mình thấy là 150 kim cương một ngày đấy, không online này. Đấy, còn đâu các bạn online mình nghĩ là lên đánh vào cái cho mình cái tầm hạng hạng 9x thì mình nghĩ là không khó đâu, đánh được đấy, thắng ngon lành đấy, S mắc bài mà các bạn. Đấy, mình nghĩ là không 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 khó đâu, run nước vẫn chuẩn các bạn nhá, nó chỉ màu vàng thôi chứ không phải màu đỏ đâu, chứ còn đâu chuẩn hết đấy, không có lỗi lầm gì đâu. Thì mình nghĩ rằng tích bao nhiêu nhỉ? Mỗi ngày được khoảng 170 kim cương một ngày trong đấu trường, không phải là một con số tồi đúng không các bạn? Đấy, top 1x ở server thường chỉ được 200 kim cương.
Xem vào gộp thì nó lợi thế hơn. Ok, thành ra với tích kim cương các bạn này vẫn rất đều tay nên vào trong đấu trường các bạn xem. Ui thế không thắng được à? Con vai nó nhảy áp thế cơ à? Con vai khỏe thế, mình không nghĩ là con vai lại trâu được như thế đấy. Đây mà các bạn. À 150 kim cương một ngày. Đúng không? Đấy thì vào trong cái top kia thì mình nghĩ sẽ là 160, 170 kim cương một ngày. Đúng không? Các bạn cứ đánh kiểu gì cũng vào được mà. Thôi nhá, ngó qua vòng đua cái xem nào. Ôi, chưa thể mở free à? Mở đi chứ tội gì. Biết đâu là ra mây trời nào. Đây ông mở free ra là võ sĩ rồi. Rồi, chủ yếu trên 3.000. Nói chung con này là một con võ sĩ hot. Đùa sàn sàn sàn, sàn nhau. Thôi nhá, bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả video.